tối qua lúc xem tivi em nghĩ đến chị đấy. Nghĩ đến chị á? Ừ. Chắc là Mimi lại xem một tiếng thơ đúng không? Chị nói Mimi biết nhá, trước kia suýt nữa chị được lên tivi đấy. Đài truyền hình về phường chị đưa tin về câu lạc bộ thơ, nhưng mà tiếc quá lần đấy chị bị quay bị, chứ không á cũng được xuất hiện trình ảnh trên tivi chứ. Đúng là một tổn thất lớn lao của độc giả nước nhà đấy. Em không ngờ anh Hoàn lại cũng thích nghe thơ đấy. Anh rất yêu nhưng mà không phải yêu thơ, anh yêu nàng thơ thôi. Như nàng thơ bên cạnh anh đây này. Này, tối nay anh với em đi karaoke nhé. Em có thể giúp anh viết một lá thư được không? Anh Hoàn cũng nhờ bà em á. Ừ. Bình thường anh chẳng coi chuyện viết lách của em mang ra làm trò giễu cợt còn gì nữa. Ừ, không bao giờ anh dám xúc phạm nhà thơ. Em rất tài, rất giỏi. Em có thể viết giúp anh một lá thư cho cô giáo thằng Duy Nhất. Viết thư cho cô giáo thằng Duy Nhất? Ừ. Viết thư gì, thư tình á? Không, anh lại thế. Thằng Duy Nhất nó nghịch quá. Cô giáo mời bố mẹ lên liên tục, mà vợ anh lên nhiều rồi, cô ấy không dám lên nữa. Lần này phải là anh. Hết mỏi chưa? Mai, em đã viết thư hộ chị chưa? Việc quan trọng lắm đấy, đừng quên nhá. Em cũng viết thư gửi cô giáo à? Không, chị Kiều Anh nhờ em viết thư gửi cho bà hàng xóm nhà chị ý. Ừ. Yêu cầu bà ấy không được thả con chó nhà bà ấy ra nữa. Sao? Con chó nhà bà ấy dữ lắm, hôm trước tí cắn chết con mèo nhà chị Kiều Anh ấy. Úi giời. Mà đã thế á, mụ ta còn già mồm bắt em phải nhốt con mèo lại nữa. Úi giời. Thế thì em sang nhà bà ấy nói chuyện là xong, việc gì thì phải viết thư. Anh không hiểu à? Nếu mà phải nói trực tiếp, thà em nói với con chó nhà bà ấy còn đỡ nguy hiểm hơn. Úi giời. Thôi, được rồi, hai anh chị cứ yên tâm. Em sẽ viết cho mỗi người một bức, được chưa? Ừ, quá được. Này, anh Duy Hoàn, đi ăn trưa không? Này, tôi đang bận đưa nhà thơ đi ăn trưa. Ra cho khác. Này, đi nhé. Em viết như này có được không nhá? Và bà cũng cần nhớ rằng cục cưng bé nhỏ của tôi hoàn toàn có quyền tự do làm gì nó thích. Ừ. Và bất kỳ sự xâm phạm nào tới quyền tự do đó từ bà hay bất kỳ con chó nào cũng sẽ phải trả một giá rất đắt. Ừ. Chị thấy có được không? Nghe cũng được đấy. Nhưng mà để kiểm tra lỗi chính tả xem nào. Em là hay viết sai lắm đấy. Mai, đây rồi. Này này này, cô ấy trong kia em. Đây, nó đây. Cái gì thế này hả? Thì thư gửi cho cô giáo chứ còn cái gì nữa. Thư gửi cô giáo bao nhiêu cái rẻ lau đây. Mà anh nên kiểm tra lỗi chính tả đi. Cẩn thận không cô giáo bắt anh đi học thêm đấy. Đây, học thêm là học thêm thế nào này. Mà sao cái này của anh lại như thế này hả? Thôi. Em xem lại đi. Aha, Mimi. Mimi, anh nhờ em một việc được không? Giúp cả chị nữa nhá. Này, hình như là Mimi nó gửi sai thư hay sao ấy. Yeah. Em đọc của em, anh nghe xem nào. Anh nghe nhá. Mụ ấy nói này: vì em đã biết lỗi và hứa sẽ sử dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm khắc nhất nên sẽ tha lỗi cho em lần này. Ừ. Và cũng là lần cuối cùng. Ừ. Nếu còn tái phạm sẽ bắt phụ huynh đến gặp. Phụ huynh đến gặp? Thế đúng thư của thằng Duy Nhất rồi còn gì nữa. Ừ nhỉ. Đây này, thư của em này, cô giáo viết đây này. Ừ. Cô ấy nói rằng nếu anh muốn cho cục cưng nhỏ bé của anh tự do làm gì nó thích thì cứ để nó ở nhà kể từ hôm nay. Thế hóa ra Mimi chơi xỏ cả anh và em à? Chứ còn gì. Ê, này, Mimi.